Sáng ngày 21 tháng 7, tại trường tiểu học thực hành, Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ phối hợp với Bệnh viện Phổi Hải Phòng và Trung tâm Y tế quận tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh hô hấp và một số bệnh không lây nhiễm. Trong buổi sáng, hơn 100 đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên sung phong cư trú trên địa bàn phường được các y bác sĩ của Bệnh viện Phổi Hải Phòng và Trung tâm Y tế quận khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe. Các hoạt động khám sàng lọc tập trung vào các bệnh lý về hô hấp và các bệnh không lây nhiễm phổ biến đội ngũ y tế đã thực hiện các bước kiểm tra chi tiết từ đo huyết áp đo đường huyết xét nghiệm đờm đo chức năng hô hấp đến chụp x quang phổi sàng lọc ung thư phổi sớm khám nội khám răng hàm mặt khám tai mũi họng điện tâm đồ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn đồng thời tư vấn về chế độ dinh dưỡng cách phòng tránh và kiểm soát bệnh tật đây là một hoạt động được phường trần thành ngọ thực hiện hàng năm thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những người đã có nhiều đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc